Bác Sinh. Nam. Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi. Bác đưa cháu. Đấy. Ổn rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cháu biết mà. Mình về thôi chú. Cảm ơn Long. Mình về. Đi ạ. Anh ơi, mình liên hoan đi. Lát nữa cho em tạt qua chợ nhá. Mua gì nhỉ? Lòng lợn hay là giá cấy? Ôi, mấy món đấy làm lách cách lắm. Xem món gì đơn giản thôi. Bác Sinh, bác muốn ăn gì? Bác ăn gì cũng được. Hay là mình đi nhà hàng đi. Hợp lý. Vâng, con đây ạ. Bố nuôi của cái Nam không sao rồi. Hai đứa lo cho ông ấy xong xuôi. Rồi động viên cái Nam. Đừng dính dáng gì đến ông ấy nữa. À, con đang lái xe. Tối về nói chuyện sau bố nhé. Long này, hai đứa cho bác về nhà trước đi. Đến đây rồi. Thôi, hai đứa về đi. Sao lại về ạ? Vợ chồng cháu đang tính đi mua đồ về bác cháu mình liên hoan đấy. Anh Long là muốn nhậu với bác lắm luôn rồi. Anh còn mang cả rượu cơ mà. Rượu đâu rồi? Anh để ngoài xe. Đấy. Hôm nay chú cháu mình làm bữa tưng bừng nhỉ? Ừ. Bác ra rồi. Thiếu gì thời gian. Để lúc khác đi. Bác cũng muốn nghỉ một lúc. Về đi. Vâng. Thế chú nghỉ ngơi đi nhá. Chiều vợ chồng cháu qua đón chú đi ăn. Vậy thôi, cháu xin phép. À đây, cháu dọn dẹp nhà cửa cho bác rồi. Cũng thay cả chìa khóa luôn. Đây ạ, khóa mới đây. Bác nghỉ ngơi đi, cháu xin phép. Tối cháu lại sang. Cháu về đấy. Về đẹp. Cái áo này con Nam nó mua cho anh đấy. Dù có thế nào, anh vẫn là bố đẻ của nó. Con chúng mình có thể cái gì không biết, nhưng tình nghĩa thì phải biết. Ăn cơm Nam nấu là phải vui chứ. Thế thì từ giờ cháu sẽ qua đây nấu thường xuyên cho bác nhé. Bác ăn đi ạ. Này, chỉ lần này là duy nhất thôi nhé. Bố Tuấn cháu ngày xưa nhá, cứ muốn là phải nấu món này món kia cho anh trai. Bây giờ cháu sẽ thay bố Tuấn làm việc đấy. Bố nuôi của cái Nam không sao rồi. Hai đứa lo cho ông ấy xong xuôi. Rồi động viên cái Nam. Đừng dính dáng gì đến ông ấy nữa.